Kính thưa quý vị và anh chị em, Giáng sinh đang về. Không khí tưng bừng của mùa Giáng sinh đã lan tràn khắp phố phường cũng như thôn quê, nhất là những nơi có cộng đoàn tín hữu Kitô giáo. Hòa chung với niềm vui của cả nhân loại nhân dịp mừng kỷ niệm sinh nhật của Đấng Cứu Thế, chúng ta, những Kitô hữu, hãy suy tư về ý nghĩa của ngày trọng đại này. Trước hết, lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thánh Gioan Thánh Sử đã viết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta mọi vật mọi loài trong các thụ tạo, mà còn ban chính Con một của Người, tức là trao ban chính bản thân mình cho chúng ta. Đức Giêsu là Con một của Thiên Chúa đến trần gian để kết nối đất với trời. Người là chiếc cầu dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa. Người vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta đó là mầu nhiệm nhập thể. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa và con người kết hợp nên một. Vực thẳm giữa Thiên Chúa và con người do tội nguyên tổ gây nên đã được lấp đầy. Thiên Chúa yêu thương loài người, không một ai bị loại trừ khỏi tình yêu Thiên Chúa. Những dụ ngôn trong giáo huấn của Chúa Giêsu đã diễn tả điều ấy như dụ ngôn người cha nhân hậu, dụ ngôn người mục tử để lại 99 con chiên để đi vào trong sa mạc tìm bằng được con chiên đã mất. Lễ Giáng sinh nhắc nhớ chúng ta về một biến cố lịch sử. Đó là biến cố Đức Giêsu sinh hạ tại Bethlehem. Cả thế giới hôm nay đều dựa vào ngày sinh của Đức Giêsu khi ghi ngày tháng năm làm điểm quy chiếu trên các văn bản hành chính cũng như các sự kiện trong mọi lĩnh vực của xã hội. Sự kiện Chúa Giáng sinh không phải là một huyền thoại. Đức Giêsu sinh hạ làm người có một gia đình, một quê hương, một bối cảnh xã hội cụ thể. Người mang lấy thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để phục vụ và cứu độ con người. Với sự hạ sinh của Đức Giêsu, chương trình của Thiên Chúa đã bước sang một giai đoạn mới, như tác giả thư Hebrew viết: thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Lễ Giáng sinh là ngày lễ của hòa bình. Các sứ thần ca hát tại Bethlehem vào đêm Chúa Giêsu sinh hạ: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lời ca của các sứ thần đã diễn tả khung cảnh hòa bình giữa Thiên Chúa và tạo vật và với con người. Đây chính là trật tự của vườn địa đàng thuở xưa đã mất do nguyên tổ loài người phạm tội bất tuân. Trật tự giữa Thiên Chúa với tạo vật và con người, chúng ta vẫn gọi là thiên địa nhân, cũng được diễn tả qua biểu tượng của hang đá Bethlehem. Đó là một khung cảnh an bình, thánh thiện. Con người và tạo vật cùng chung tâm tình tôn thờ Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh gửi đến cho chúng ta thông điệp an bình. Hãy sống hài hòa với Thiên Chúa, với tạo vật và với anh chị em đồng loại. Như thế chúng ta sẽ tìm thấy bình an đích thực trong tâm hồn. Đức Giêsu là vua hòa bình. Ai đón rước người vào cuộc đời và tâm hồn sẽ cảm nhận sự thư thái, bình an, bớt mọi ưu tư và lo lắng trong đời. Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Trích Tin Mừng Thánh Matthew chương 11 câu 28. Nhân dịp đầu năm dương lịch, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Francisco gửi đến toàn thể thế giới sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay là: không ai có thể được cứu một mình. Bắt đầu lại từ COVID-19
để cùng nhau vạch ra những con đường hòa bình. Đức Thánh Cha đã phân tích những hệ lụy tiêu cực của đại dịch, đồng thời kêu gọi tình liên đới để cùng nhau xây dựng hòa bình. Ngoài virus corona, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những loại virus khác như virus chiến tranh, virus bất bình đẳng trong xã hội. Những virus này vẫn tồn tại giữa chúng ta. Ngài viết, có thể nói rằng bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ COVID-19 là nhận thức rằng tất cả chúng ta đều cần nhau, rằng kho báu lớn nhất của chúng ta nhưng cũng mỏng manh nhất của chúng ta là tình huynh đệ của con người được thiết lập trên nền tảng chúng ta là các anh chị em, con cái của Chúa và không ai có thể tự cứu mình. Do đó, điều khẩn cấp là phải cùng nhau tìm kiếm và cổ võ các giá trị phổ quát có thể hướng dẫn sự phát triển của tình huynh đệ nhân loại này. Chúng ta cũng học được rằng sự tin tưởng mà chúng ta đặt vào sự tiến bộ, công nghệ và hiệu quả của sự toàn cầu hóa không chỉ quá mức mà còn biến thành sự sùng bái cá nhân và ngẫu tượng, làm tổn hại đến chính lời hứa về công bằng, sự hòa hợp và hòa bình mà chúng ta đã hết sức tìm kiếm. Hết lời dẫn. Theo Đức Thánh Cha, mọi nỗ lực xây dựng hòa bình phải dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa và đặt trên tình liên đới huynh đệ. Kính thưa quý vị và anh chị em, lễ Giáng sinh là dịp nhắc nhớ chúng ta về sự hiện diện của Đấng Cứu Thế trong cuộc đời. Đấng đã sinh hạ tại Bethlehem năm xưa không chỉ là một nhân vật lịch sử như biết bao nhân vật khác. Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng cứu độ, đã chịu chết trên thập giá và đã phục sinh vinh quang. Sau khi hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao phó, Đức Giêsu đã về trời. Tuy vậy, Người không rời bỏ chúng ta, Người vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta như lời Người đã hứa. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trích tin mừng Thánh Matthew chương 28 câu 20. Đón mừng lễ Giáng sinh cách thiết thực là nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Qua các nghi thức phụng vụ, qua những anh chị em nghèo khổ, cô đơn, bất hạnh để động viên và giúp đỡ họ. Chúa Kitô đang sống, Người là nguồn nghị lực và là hy vọng của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông huấn mang tựa đề Chúa Kitô đang sống như sau. Nếu Chúa Kitô đang sống thì chắc chắn rằng cuộc sống chúng ta có một nẻo đường hướng về sự thiện và những vất vả của chúng ta sẽ không ra vô ích. Vậy thì chúng ta có thể chấm dứt phàn nàn và hướng về phía trước, bởi vì người ta có thể luôn hướng về phía trước cùng với Người. Đây là sự chắc chắn mà chúng ta có được. Đức Giêsu hằng sống muôn đời. Trích tông huấn số 126. Vâng, Chúa Kitô đang sống, chúng ta hãy đón Người vào cuộc đời và vào tâm hồn chúng ta. Nguyện xin Đấng hằng sống chúc lành cho quý vị và anh chị em. Kính chúc quý vị và anh chị em một lễ Giáng sinh an bình, tràn đầy ân sủng của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và năm mới 2023 hạnh phúc, thành đạt, may mắn và bình an. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.